Minna-san konnichiwa Nhân ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn Hôm nay Nhung đã quay trở lại đây cùng với các bạn Để chúng ta đi tới với một bài học mới Trước khi vào ngữ pháp bài mới Chúng ta sẽ xem những bước hình sau đây À, kono hito wa watashi no chichi desu Người này đó chính là bố của tôi Và bố của tôi thì hút thuốc Nhưng mà theo như các bạn biết đó Hút thuốc thì rất có hại cho sức khỏe Cho nên là tôi rất là muốn bố tôi bỏ thuốc Vậy tôi sẽ có một câu nói như sau Chichi ni tabako yamete hoshi desu. Chichi ni tabako yamete hoshi desu. Vậy hôm nay chúng ta sẽ học te hoshi là gì? Cấu trúc ngữ pháp chúng ta có đó chính là danh từ người sẽ đi với lại trợ từ ni. Về động từ chia về te cộng với hoshi. Hoặc là động từ chia về nai D đi với hoshi. Ý nghĩa của nó là muốn danh từ người này làm về hay là không làm về cách dùng của nó là dùng vào khi mong muốn ai đó làm gì đó hay là không làm gì đó và các bạn nhớ lưu ý ở đây chúng ta có này có nghĩa là mong muốn làm về thì sẽ là vt hoshi không mong muốn làm về sẽ là De hoshi chúng ta tuyệt đối không chia hoshi về thể phủ định nha các bạn nào ví dụ ở đây chúng ta có à mưu sư cô nhi isa hoshi des tức là tôi thì mong muốn như thế nào À tôi đang mong muốn là em trai tôi sẽ trở thành bác sĩ. sư cô nhí Isha nhí À còn đây thì sao? À đây là hai người bạn đang nói chuyện với nhau nhưng mà chúng ta có thể thấy được là bạn nam này à có thể là đang ngồi rất là khó chịu và muốn được về sớm vậy thì nói là tôi muốn được về sớm sẽ nói là sao? À hai gia cử cả Natehoshi des. Hai gia cử cả Natehoshi Tôi mong muốn là được về sớm. Còn ở đây thì, à, rio shin ni nagaiki shite hoshi desu. Rio ni hoshi desu. Tức là tôi mong muốn bố mẹ tôi sống thọ. À, còn ở đây thì, à, các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta thấy là sẽ có tiệc nướng đúng không nào? Barbecue đúng không nào? Còn ở bên cạnh là trời mưa. Vì sao? Vì nếu như trời mưa thì không thể tổ chức tiệc được. Có nghĩa là mình đang mong muốn là, à, mong muốn là trời sẽ không mưa. Vậy chúng ta sẽ có câu là, As ta barbecue á rừ cà rạ ám ẹg á phư ra des. As barbecue á rừ cà rạ ám ẹg á phư des. Vì ngày mai sẽ có tiệc nướng cho nên là tôi không mong muốn trời mưa. Còn ở đây các bạn có thể nhìn thấy là à. Đây là ngôi nhà, ngôi nhà có rất là xinh đẹp và sạch sẽ đúng không? Cho nên chúng ta không mong muốn điều gì? À, không mong muốn là dục rác ở đằng trước cửa nhà đúng không? Watashi no uchi no mae ni desu. Watashi no uchi no mae ni desu. Là tôi không có mong muốn là vứt rác ở trước cửa nhà tôi. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Các bạn nhớ làm thêm bài tập ở link bên dưới Nhung để để chúng ta có thể luyện tập nhiều hơn về mẫu ngữ pháp ngày hôm nay. Hay mina sang sayonara maso.